Rồi, mến chào quý khán giả kênh YouTube Sông Nước Miệt Vườn. Mến chào quý khán giả, mến chào tất cả những anh em có chung đam mê ha, vỏ lãi cano, để mà lắp đặt những cái máy như vậy chạy trên sông nước đó. Trong đó mình có máy âm, có máy trong, có máy ngoài có ha. Rồi hiện tại hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2022, là mình đang có mặt ở chỗ cái điểm tập trung vỏ lãi cano để mà chuẩn bị chạy diễu hành. Bởi vì ngày hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2022 là Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao và Truyền thanh của huyện Phong Điền với Cần Thơ phối hợp tổ chức ngày hội du lịch sinh thái của huyện Phong Điền và Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022, để mà hưởng ứng cái phong trào du lịch thế giới ngày 27 tháng 9 hàng năm đó. Cho nên anh em trong câu lạc bộ vỏ lãi Composite huyện Phong Điền, câu lạc bộ vỏ lãi và cano Composite huyện Phong Điền đã tập trung chưa có đầy đủ nha, chuẩn bị để mà qua bên bờ kè, công viên bờ kè, để chuẩn bị chạy diễu hành để góp phần sôi động cho cái ngày hội du lịch sinh thái ở huyện Phong Điền và Cần Thơ năm lần thứ 9 năm 2022. Đầy đủ loại ha, vỏ nhỏ có, lớn có, máy nhỏ có, máy lớn có, tí xíu rồi còn nữa. Chút xíu anh em ở các nơi còn gom gần á, còn gom lại ở công viên bờ kè chợ nổi huyện Phong Điền để mà chạy diễu hành, góp phần cho cái buổi lễ là sôi nổi hơn, sôi động hơn. Trên màn hình là văn búa văn búa đang chạy ra, anh em cũng đang gom tập trung lại ha. Đó như có một chiếc cano, theo mình biết thì 4m9 Volvo 4m xăng đang khuất ở phía sau chiếc tàu câu. À đúng rồi, chính xác rồi ha. Rồi trong cái ngày bây giờ diễu hành hôm nay á, mình còn có thấy một cái chiếc vỏ lãi nữa, nhưng mà thấy cái máy lạ lạ, biết máy gì, để hỏi thầm cái. Đây nè, cái vỏ lãi đây nè, có cái động cơ rất là lạ ha, mình chưa biết. Cái hướng cano chạy là công viên bờ kè chợ nổi huyện Phong Điền đó ha, tí xíu qua đó. Đó, cái máy máy ngoài 40 Yamaha 40 HP. Em đang gom lại cũng còn đông lắm. Rồi ở ngoài Cần Thơ một nhóm chạy vô nữa. Đó là cano 5m4 Volvo Penta. Đây của mấy anh. À của mấy anh ở huyện mình ha. Em đang tập trung gom lại, giống như ở cái hướng này thì mình gom lại đây, rồi mấy anh em ở gần ngoài Cần Thơ đó thì gom lại Cần Thơ để chạy vô công viên bờ kè mình diễu hành, tại vì cái cuộc lễ ngày hội diễn ra đó hôm nay nhằm hưởng ứng phong trào du lịch thế giới 27 tháng 9 hàng năm á.
Rồi mấy năm trước thì cũng có diễn ra những cuộc diễu hành, nhưng mà do tình hình dịch bệnh những năm gần đây á, cho nên mình không có diễu hành, không có tổ chức ngày hội lễ được. Bây giờ dịch bệnh thì đất nước mình cũng đã khống chế, cũng tạm ổn rồi ha. Bà con ai cũng được chích thuốc ngừa, cho nên lại giờ bệnh COVID là không có còn sợ nó nữa. Đây có một cái chiếc cano nhôm lắp đặt máy ngoài với một cái mô tô nước, mà không biết jet ski hay là Kawasaki hay gì ha. Jet ski ha. Anh em là đang đến để tham gia cuộc diễu hành ở công viên Bờ Kè. Giờ mấy anh em mình chuẩn bị tập trung qua đó ha. Rồi tổng vào. Ở đây là điểm tập trung. Mình tập trung, mình điểm mình ở gần đây, mình tập trung đây. Còn anh em nào gần Hoàng Thơ thì tập trung Hoàng Thơ. Để chuẩn bị mình qua khu công viên Bờ Kè chợ nổi huyện Điền á, chờ ban tổ chức mà khai mạc ngày hội rồi bắt đầu mình diễu hành. Đây có máy trong, có máy ngoài, có ha. Đủ thứ. À vậy là cái chiếc Sea-Doo. Cái chiếc máy ngoài là Suzuki vậy đó. Tohatsu 25HP. Mình thì đang đi trên chiếc tàu câu. Tàu câu nói hồi lẹo lử. Khi mình diễu hành thì mình chạy những chiếc ngang ngang nhau để nhìn cho đẹp mắt ha, chứ mình chạy lạng xà ngầu là coi không có đẹp nha. Chạy mà như ổ ong mà nó bị dở tổ là coi không có đẹp nha. Qua bển để mình phổ biến sắp xếp cho anh em chạy. Tạo anh em qua khu Bờ Kè, công viên Bờ Kè. Đây của mấy anh ở huyện mình ha, sắp xếp nữa mấy anh sắp xếp cùng với câu lạc bộ võ lãi composite huyện Điền á, để cho các anh em đam mê trên sông nước chạy diễu hành. Chắc nữa mình xin cái vé ngồi trước mũi tàu câu. Vé đặc biệt đi. Chút đậu phía bên kia Bờ Kè, tại vì cái ánh sáng ngược chiều á, quá quá. Chiếc này 3 thằng gầu vậy. 600 mà. 600C mà. Nãy nghe chú Thế coi 600C. 600 à. Rồi chưa, mình qua tập trung khu công viên Bờ Kè đi. Để tham gia ngày hội. Mitsubishi 4D68.
Đây anh em bên An Giang cũng qua tới rồi đây. Đây một chiếc jet ski. Giờ chuẩn bị cái mình qua bên khu bờ công viên bờ kè để tập trung, mình chờ cái buổi khai mạc xong cái mình chạy diễu hành ha. Chiếc đó là vỏ lãi máy Hyundai 15. Máy zin thôi nha. Máy nguyên bản zin. Đây mình quay buổi sáng ngược ánh sáng. Tè tè đâu rồi? Tại phía ánh sáng phía bên đó đó. Gọi qua cho nên quay ngược. Thấy không được rõ không? Vậy tập trung lại cũng còn lâu quá chứ, nãy giờ mà chưa qua bờ kè được. Kéo cong sợi dây cáp chứ. Yamaha, cái ô tô nước đó là Yamaha. Này vỏ lãi mấy em 8m1 Mitsubishi. Tưởng đâu chạy luôn hay gì vậy, chậm lại rồi. Giờ anh đang di chuyển ra bờ kè, lên bờ kè để quay video cho anh em xem. Nãy mua vé tàu câu rồi mà tàu câu lâu quá. Lên bờ kè để quay video cho anh em xem. Bên đây thì hơi ngược ánh sáng ha. Buổi sáng mà cái ánh mặt trời phía bên đó gọi về phía bên bờ kè. Để chờ leo lên cái nha, cái té cái tủng nữa. Xong. Anh em không muốn đang bắt đầu à, chạy lại gai giật giật chơi. Rồi ha, mình đang có mặt tại công viên bờ kè Chợ Nổi, huyện Phong Điền. Để chờ mà khai mạc ngày hội du lịch sinh thái huyện Phong Điền và Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022 ha. Đây là chiếc 49 ha. Đó cũng là cano 4m9 với cái vỏ lãi 8m1. Phía bên đây cái vỏ lãi lắp cái mít chùa á, cái Kubota V1505. Trên màn hình có cái cano hồi đầu mình có quay nè, cano nhôm. Ngày hội rất là nhộn nhịp, rất là sôi nổi nha quý khán giả, quý anh em. Còn là anh em đam mê trên sông nước. Rồi đây là phần bờ kè công viên Chợ Nổi Phong Điền nè. Khán giả đang tập trung. Đang tập trung xem rất là đông ha. Để chờ khai mạc. Đó có chiếc cano inox ha.
rớt cái áo phao. Xíu sẽ phổ biến cho anh em chạy. Giờ mình nhờ anh em cho mình qua phía bên sông để quay ngược trở lại nhìn thấy cho rõ hơn ha. Đây là công viên bờ kè. Này động cơ 7HP ha. Trên cái vỏ hiếu toàn 5m4. Qua chỗ nào có ghe lá đó hả? Đúng rồi, qua coi chỗ có cái ghe đậu. Để mình quay về cái hướng này nó đủ ánh sáng nhìn cho nó rõ. Qua bên cái ghe này mình hỏi không biết bà con người ta cho lên không nữa đó. À. Đang kiếm chỗ lên để hỏi bà con mà. Mình mới hỏi xin nhờ cái chỗ đứng để quay cho quý anh em xem á. Đây là cái cửa hàng vật liệu ha, vật liệu xây dựng của Tư Thảnh. Hỏi tiếng một là bà con ok liền. Đây nào, quay qua rất là rõ. Thấy rất là rõ. À, bà con trên sông nước ha, đến tham gia cổ vũ xem rất là đông ha. Rồi giờ phía xa xa là cái tàu câu nãy mình mua vé đó ha, tới giờ mới chạy cho nên mình bỏ cái vé rồi. Lỗ cái vé rồi. Rồi hồi quay video xong phải trả tiền. Bà chủ ghe nói vậy đó. Bà chủ xinh đẹp á, vừa nói mà vừa cười ha. Cái đó lại chiếc 25 mã lực. Đây cái vỏ lãi. Xây vòng sao mà mắc mò đó nha. Cũng là anh em trong nhóm mình ha, trong câu lạc bộ. Nào quay xong trả tiền nha. Mình cũng nhắc lại, nay là ngày 25 tháng 9 năm 2022 ha. Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao và Truyền thanh của huyện Phong Điền phối hợp với Cần Thơ tổ chức ngày hội du lịch sinh thái huyện Phong Điền Cần Thơ lần thứ 9 năm 2022 để mà hưởng ứng cái phong trào ngày hội du lịch thế giới ngày 27 tháng 9 hàng năm. Giờ câu lạc bộ võ lãi và cano composite huyện Điền đang tập trung cùng với các anh em đam mê sông nước đang tập trung lại ở khu bờ kè để tham gia diễu hành góp phần cho ngày hội du lịch sinh thái là thêm phần sôi nổi ha, trên sông nước mà. Đó là những cái vỏ lãi tốc độ. Đây là cái tàu câu. Tàu câu đi câu cá. Chạy tàu câu đi câu cá, đừng ghé thăm bà giá ha. Ghé thăm má của đứa con người được rồi. Đó, ban tổ chức đã phổ biến cho anh em biết rồi đó. Như còn ở Cần Thơ nữa, không biết Cần Thơ có chạy vô không ha. Mình chờ xem. Mình thấy có chiếc xanh xanh này ở chưa tới Cần Thơ.
là cái cano 5m4 á, lắp cái Volvo Penta. Rồi cuối cùng người bạn đưa mình qua sông cũng đã bỏ mình ra đi. Bỏ mình qua đó để tham gia cùng anh em chạy tới chạy lui cổ vũ chơi. Ban tổ chức đang kêu gọi gom lên một chỗ để phổ biến chạy kìa. Qua gom qua bển. Không nghe rồi, lo do cái động cơ á, do tiếng động cơ cho nên không nghe. Mông gà giấu á chứ. Gà giấu chứ kêu không nghe đâu. Đó, có mấy anh chạy ra kêu giùm rồi. Có mấy anh ra chạy kêu giùm rồi, biết rồi, nghe rồi, trở lại rồi. Không trở lại là mấy anh rượt chặn đầu là hết chạy á. Để mình gom về phía bên đó để ban tổ chức phổ biến cho mình chạy cuộc diễu hành như thế nào cho đẹp mắt á, chứ không phải mà chạy như là ông dở tổ ha. Coi nó mất thẩm mỹ, không có văn hóa trên sông nước. Đó là 100 HP nha. Xa xa thì cái vít, hình như vít kia, cái Sidu. Sidu 600cc. Chiếc này mới gặp hồi sáng thôi, nhưng mà nhớ. Ghé lại phía bên đó đi. Kêu vậy mà nghe nha. Đứng trên cái mui ghe cây á, mui ghe cho nên nó cũng hơi lắc, sóng dậy lắc á. Đứng trên mui ghe có trồng cây đầy đủ ha, ớt luôn, ớt luôn, có rau thơm luôn, xả nữa, có rau găm gì phía sau đủ thứ nữa. Quá đã. Ở trên cao á cho nên sóng lắc. À, ban tổ chức bắt đầu. À, ban tổ chức đã bắt đầu cho anh em khởi động chạy rồi đó. Chiếc nhỏ chạy theo chiếc nhỏ nha, chiếc lớn chạy theo chiếc lớn, chiếc chậm thì chạy theo chiếc chậm, chiếc nhanh thì chạy theo chiếc nhanh. Rồi cuộc diễu hành chuẩn bị. Sống cho nên chạy trước. Có 3 chiếc. Có 3 chiếc vỏ lãi ha. 3 chiếc bắt đầu. Cố gắng chạy nương nương nhau cho đẹp ha.
kia chạy không nương. Rồi hai chiếc đó dứt rồi. Chiếc phía sau này là cái máy ghim. Đây chiếc cũng máy ghim. Bà con đi làm ăn trên sông nước nè. Đó là Yamaha 115 HP. Động cơ ngoài nha. Chiếc đó đang chạy lên kiếm kiếm cái chiếc vỏ lãi kia chạy xuống hay gì á. Nói chung là mấy cái máy này không có độ gì hết ha. Tại vì không phải là cuộc đua. Có máy cano á. Mấy cái động cơ trên những chiếc cano là có chiếc có độ thêm ha, có chiếc chỉ mở máy mở công suất máy lên thôi. Rồi chiếc này biểu diễn mình ơi. Mày biết vỏ lãi mấy mét mấy sao quá không thấy. Bên trên có hai chiếc đang chạy xuống ha. À, cái 15 nó chạy dữ quá. Cái hình như cái bên này cái Honda 9 hay gì á. Toàn là đồ ghim không. Có cái bên Hyundai 15 bên kia hình như là có thêm đồ chơi. Cho nên chạy cái chiếc vỏ lớn hơn mà nhanh hơn. Chạy chiếc vỏ lớn hơn mà nhanh hơn mà. Tất nhiên là có thêm đồ chơi rồi đó. Máy ghim không bao giờ chạy vậy ha. Đây cũng là nét đặc trưng của anh em trên sông nước ha. Chạy tới chạy lui sông vậy đó mà đam mê. Thiếu gì cái mê không chịu mê. Anh bạn kế bên nghe cười. Thiếu gì cái mê không chịu mê anh bạn. Chạy xong tè 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 với nó mà mê. Như là chuẩn bị hai chiếc vỏ lãi tải. Đây là những vỏ lãi bà con chuyên đi chở trái cây thu mua. Tại vì xứ Phong Điền là xứ cây lành trái ngọt mà. Cho nên cây trái rất là nhiều. Đó là những chiếc vỏ tải để thu mua nông sản từ trong vườn á, để mà đem ra tập trung các chợ đầu mối đi khắp mọi miền của Tổ quốc ha. Chiếc vỏ lãi máy âm này cũng vậy nè. Cũng đi mua thường thường mình quay trên kênh mình thấy hoài đó. Chở dâu, chở vú sữa, chở đủ thứ. Chở măng, vú dâu. Đây là những chiếc máy âm ha. Cái này Kubota D1505 loại có turbo. Chạy trên cái vỏ lãi mấy mét quên tiêu rồi. Đang xuống dưới đó để chuẩn bị chạy lên ha. 1, 2, 3, 4, 5 chiếc trên màn hình bắt đầu. Chạy nương nương nhau nhìn mới đẹp. Không phải là chạy đua. Quá đã. Vỏ lãi máy ngoài chạy dữ quá.
loại này là của bà con trên sông nước đi làm ăn ha, không phải là loại chạy đua. Loại chạy đua nó khác nữa. Đó, chạy lên tới đó rồi không biết có chạy xuống nữa ha. Đây nè, những cái vỏ lãi bà con đi làm ăn vậy nè, không phải là chạy đua đâu. Ngày vậy đó đi kiếm chừng 5-6 triệu bữa túi, ngồi nhịp nhịp giò. Chiều chiều cái bỏ túi 5-6 triệu cái ngồi nhịp nhịp giò xem tivi đồ cười khà khà chơi. Nhậu lai gai rồi. Bên trên thì 5 chiếc cũng đang so lại ha. Chạy nương nương nhau nhìn mới đẹp. Rồi, xuất phát. Quá khứ chiếc vỏ lãi ơi. Vỏ nó chạy nhanh quá, không biết máy gì luôn. Đây, Yamaha 115. Chạy sát ra sao ta chạy được. Có lẽ mấy anh em vẫn biết là không có nên chạy sát, nhưng mà do bị trao á, trao đảo cho nên mới sát qua chiếc kia. Mình chạy sát qua chiếc kia là chiếc kia không bao giờ chạy được ha. Mình phải giữ khoảng cách an toàn. Giờ ban tổ chức đang kêu gọi tới cái động cơ lớn lớn tí xíu ha. Hồi đầu là vỏ lãi nhỏ, động cơ nhỏ. Giờ chuẩn bị tới động cơ lớn tí xíu. Đó là cái tốp vỏ lãi, những cái động cơ đó là cũng 450 HP trở lên á, 450 mã lực á. Rồi bây giờ mới tới, nếu mà lọt vô cano thì 450 cũng có, mà 1-200 mã lực cũng có ha. Nhưng mà mã lực lớn không phải là chạy nhanh nha. Dứt lại rồi, dứt lại rồi. Nãy chạy vuột cây chổi á, vuột cây chổi bởi vì thua cái chiếc phía bên tay phải màn hình ha. Giờ chạy tương đương lại rồi. Mấy động cơ đó là cũng tầm 450 mã lực không á. Có cái này nè, mình đặt âm lường cho nên tốc độ nó bị giảm nè. Máy mà động cơ mà đặt âm lường là tốc độ giảm cả chục km trên giờ á. Giờ chưa biết tới động cơ Nissan này là 100 mã lực nè. Chiếc cano 5m4. Đó là cano 4m9. Động cơ đó cũng sắp xỉ cả 100 mã lực, 4 máy xăng Volvo, 4 máy xăng. Kế bên là 4m9 nhưng mà có 50 mã lực thôi. Đây, động cơ này cũng cả 100 mã lực đây. Chính xác của nó là 105 mã lực. Động cơ Volvo Penta 4 xi lanh dầu. Trên cái cano 5m4 ha. Còn cái động cơ Nissan nãy mình nói là 110 mã lực. Đang xuống dưới đó chuẩn bị chạy diễu hành lên nha. Quý anh em mình xem. Mình đang đứng đây cũng bị lắc quá. Rồi xuất phát rồi. Hai động cơ Volvo dầu và xăng. Volvo xăng chạy phía bên phải màn hình nha. Đây, Yamaha 115. Sau là động cơ 110 mã lực. Trên cano 5m4, bên kia là 50 mã lực. Phía bên sông là 50 mã lực thôi. Động cơ xăng chạy rất là bốc. Nó phát lên rất là nhanh nhưng nước hậu nó không có. Nước giãn nó không có.
nó thua cái máy động cơ dầu. Nó thua là thua ở cái nước giãn đó nha, chạy ít bao giờ mà hơn động cơ xăng nổi lắm. Rất là xa ha, tại mình dương cho gần thôi. Phía lên trên không biết có chạy xuống nữa hay không. Mà mình nghe thì ban tổ chức đang kêu mô tô nước. Mô tô nước để chạy diễu hành, vậy là còn một lượt về nữa. Lượt về có 3 chiếc Volvo 4 máy xăng chạy phía bên gần bên mình. Ở giữa là động cơ Nissan 110 HP. Bên kia là Volvo 4 máy dầu 105 HP. Nó có tiêu rồi, lo nhịn ngoài không? Lo nhịn ngoài, lo phê ở ngoài không à, quên nhìn vô màn hình nữa. Hồi thấy trên mây không? Giờ đã xong phần biểu diễn của những động cơ chạy tốc độ rồi ha. Giờ mình tạm dừng lại để cho mấy cái chiếc mô tô nước tiếp tục diễu hành. Không nghe chạy luôn rồi. Chạy chưa đã gì chạy luôn rồi. Dừng lại đang cho mấy cái mô tô nước tiếp tục á. Tại ban tổ chức có gọi rồi. Cho mấy chiếc mô tô nước chạy. Đó, những chiếc cano mình diễu hành xong cái mình đậu lại mình xem anh em đã diễu hành. Đó, chiếc này cũng đã đậu lại. Chiếc 4 máy xăng cũng đã đậu lại. Có cái chiếc Nissan rồi chạy tuốt luôn. Được mấy anh lên nhắc nhở kêu đậu lại. Động cơ này biểu diễn mình lên rồi. Mitsubishi 4D56 65 mã lực. Nhưng động cơ này có thêm đồ chơi nha, nghĩa là máy độ á, nói theo từ địa phương mình là máy độ, có độ đồ chơi. Tia ngựa mã lực nó nhỏ nhưng độ đồ vô mã lực nó tăng lên ghê lắm. Cái Volvo 4 máy xăng cũng không phải là đối thủ của cái Mitsubishi này đâu ha. Volvo 4 máy xăng ở trong anh em của mình là cũng không chơi lại cái chiếc ở tiệm mình. Tốc độ chiếc này chạy nhanh hơn. Máy độ mà còn cái máy Volvo 4 máy xăng là máy gin, chạy tối ngày sáng đêm. Còn máy này là thời gian chạy không được lâu. Máy độ mà mình chạy lâu là banh máy á. Bốc luôn. Cái vậy á, mình chạy nhanh chứ cái nó dỗ trên mặt nước lớn lắm, nó da đập trên nước, cái tiếng âm thanh lớn lắm. Cái lường yếu yếu là bể á. Đây động cơ máy độ đây anh em. Ha, mình độ lên mình chạy đâu phải là chạy lâu được đâu. Nó đã bị trục chặt một món đồ chơi rồi đó. Về phải sửa lại cái món đồ chơi đó thôi. Có thể là bị tẹt gon. Thấy không? Tẹt gon á. Tẹt gon cho nên cái lượng dầu nó cung vô. Cái turbo nó không đốt được. Lên khói, khói đó là khói dầu ha. Để nhiều khi anh em xem mà không hiểu về máy móc. Những anh em mà hiểu rõ về máy móc thì người ta nhìn nó biết liền. Còn có những khán giả nhìn đâu biết đâu. Cho nên mình nói cho anh em biết, nghĩa là động cơ vẫn bình thường, tẹt gon thôi rồi đốt dầu không hết, tại vì máy độ mà mình cung lượng dầu vô cho nó chạy. Có cái chiếc gì chạy cất cái mũi cao quá chứ đó.
theo mình đánh giá đoán thì những cái dòng nhập, những dòng nhập khẩu ha, chứ đã chạy đuôi dép ha, cái này từ ở Cần Thơ chạy vô. Còn đây là chiếc của nhóm mình đây, Yamaha 115. Chiếc cano này cũng có tầm 6 mét đó nha, trên 6 mét. Chiều ngang cái lái rất là lớn ha. Rồi giờ tới cái cano inox và cái cano máy ngoài. Cano đó là cano nhập ha, còn cái cano inox này là anh em tự chế nè. Chạy bằng động cơ mà chạy những động cơ thường á, những động cơ cũ á. Ủa sao nay có, mình thấy trên màn hình có, nãy có được hai chiếc mô tô nước mà. Có một chiếc Yamaha nữa, như chiếc Yamaha bị sự cố gì rồi cho nên không có tham gia, với một cái chiếc Zeki 1400 bữa nay cũng không có đến tham gia được. Bữa trước là động cơ bị trục trặc gì đó cho nên không có qua tham gia. Như mình mới nhắc cái động cơ cái Yamaha, mô tô nước Yamaha mới nhắc tới rồi kìa. Cano nhôm chạy coi cũng đẹp quá ha. Đây, cái chiếc mô tô nước này gặp cái chiếc mô tô nước kia đến để có đôi có bạn á, cho nên cũng mừng rỡ chạy đến chào đón liền ha. Đó, đang rủ lên trên để diễu hành xuống. Hai chiếc nha. Chiếc đỏ là Sea-Doo ha, 600cc. Còn cái chiếc trắng là Yamaha, mình không biết mấy cc, tại vì khuất dưới nước á, nhìn không thấy. Rồi hai chiếc đang chở xuống ha. Cố lên. Tưởng anh em bỏ mình chứ không bỏ nè, chạy qua rước nè. Hồi nãy giờ không thấy cái Yamaha màu trắng này nè, không thấy chạy lại, chỉ thấy có một chiếc đỏ. Đây Yamaha 115, cano 6 mét. Đoạn bờ kè này là thường diễn ra những cuộc đua võ lãi, tranh cúp vô địch đồng bằng sông Cửu Long là giống như toàn quốc luôn đó nha. Là thông thường diễn ra ở cái đoạn bờ kè này đây quý khán giả. Đây là bờ kè mình gọi cái tiếng dễ hiểu đó là bờ kè Chợ Nổi, huyện Phong Điền ha. Chợ Nổi hồi xưa nằm ở phía trên đó, gần cầu Tây Đô, dài xuống tới đây luôn. Giờ cái Chợ Nổi dời đi chỗ khác rồi, tại đó là ngã ba cho nên là giao thông khó khăn, buộc phải dời Chợ Nổi. Ây da. Gì? Chắc còn chạy nữa. Chừng gom xuống chạy lên cái nữa. Anh chạy chạy đi, chừng nào về hả? Quá đi taxi vậy. Mấy lội xong vậy. Trời nước lớn lội sông vậy. Nãy giờ lo nói chuyện thôi mà quên. Này cái Yamaha. Bên ngoài là Sea-Doo ha. Cái đỏ đỏ là Sea-Doo. Đây cano.
thôi. Anh cano ảnh trẻ vô mấy anh vỗ lại. Ảnh trẻ vô một cái. Còn là tay này quá đỉnh luôn. Ảnh trẻ biểu diễn cái gì á. Đây bà con mình cũng dân ở sông nước mà, nói chung là xíu Phong Điền thì dân sông nước nhiều cũng nhiều lắm. Nên cũng đam mê. Rồi khán giả cổ vũ hai bên bờ. Hai bên bờ kè rất là đông. Biết là có xuống dưới đó chạy lên không ha. Để mình chờ coi. Đang văng nắng chờ đây. Còn quý khán giả chắc cũng đang ngồi đau lưng để đợi xem. Vậy là phía dưới đang chuẩn bị để mà chạy lên ha. Chiếc mô tô nước mình chạy thẳng nó ít sóng, nhưng chạy xây vòng tròn nó sẽ tạo sóng ghê lắm. Chiếc bên đó có 25 mã lực à. Ôi có 25 mã lực à, nhưng mà chạy đi không mát được. Rồi tới mấy chiếc vỏ lớn. Bắt đầu có cái máy nào hết bình không? Nói chơi vậy mà, dễ gì hết. Bắt đầu nha. Vậy là có 4 chiếc vỏ trên màn hình. Đó, tập sao chạy cho đều vậy đó. Coi mới đẹp. Chạy đều đều coi đẹp. Chạy đều 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 á coi rất là đẹp, mình diễu hành mà. Khi nào mình chạy đua thì mạnh ai nó chạy. Ai chạy tới trước thì người đó nhanh hơn. Chạy diễu hành cho nên phải có cái nhìn cho đẹp mắt. Diễu hành xong rồi bà con mình ai cũng về làm ăn ha. Sẵn đây mình cũng chúc toàn thể quý khán giả mình ai về làm ăn cũng suôn sẻ nha, gia đình thì hạnh phúc, sức khỏe thì dồi dào. Biết còn chạy xuống nữa không ha. Chiếc vỏ đó phải chạy ngang 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 nhau coi mới đẹp. Theo mắt ngoài mình quan sát thì những chiếc vỏ lãi bên trên đang so so bằng với nhau ha. Còn không biết mắt của camera thấy không biết. À dưới đây chắc những chiếc cano đang chuẩn bị xuống đó để chạy lên một lần nữa. Những chiếc cano. Này, vậy là không có chạy nữa rồi, mấy vỏ lãi chạy về vị trí. Tưởng đâu chạy ha. Tại vì ở xa quá mình cũng không biết được. Có một cái chiếc này, chiếc du lịch, tàu du lịch. Những cái chiếc mà vỏ lãi nhỏ nhỏ chạy đậu sát đó chứ không sợ sóng lắm nha. Tại những chiếc lớn chạy sóng lắm. Qua kiếm kèo chạy đi.
Đây bên trên đang chạy xuống đây. Chiếc này có cái màu sơn rất là đặc biệt ha. Chiếc tàu câu không có độ rồi. Ai chạy cũng chở nhanh quá trời, chiếc tàu câu không chạy. Chạy cho chiếc tàu câu chạy cũng được 50 cây số trên giờ đó nha, thì thua mấy chiếc này. Phải có mình ngồi cho nên nhẹ mũi á, dễ bị nhảy gì đó. Rồi phía dưới đang đổ lên. Đây là động cơ Nissan 110 mã lực, 4 người đi, cano 5m4. Đây Jet Ski. Sea-Doo 600cc. Bên sông hình như là cái Suzuki. Suzuki 25 mã lực, còn phía dưới là mấy chiếc vỏ lãi đang chạy lên ha. Ba chiếc vỏ lãi nhỏ. Loại tốc độ, loại không tốc độ cũng có luôn. Cái máy là máy độ đó chạy nhanh quá. Cái máy này chạy không lợi. Máy đó mình nghĩ có độ mới chạy được như vậy. Nghe tiếng là biết rồi ha. Chạy ngang mình rồi mình nghe tiếng mình biết cái máy đó có độ hay không, mấy cái máy xăng. Ra chạy tham gia đi. Ra. Ê, rủ cái ghe tâm bản, nãy có cái người vừa chạy ghe tâm bản ngang đó, là cắp kèo dứt. Lụm ghe tâm bản, lụm ghe bán bánh mì được. Mấy ghe bán nước đá Sigo rồi bán bún rồi đó. Rủ mấy ghe đó chơi. Nó vui thôi. Đôi khi xa quá mình thấy cũng không biết được chiếc nào ha. Như cái chiếc đó, cano đó là của mấy anh ở huyện mình. Chiếc Yamaha 40HP. Đây cái vỏ lãi tốc độ. Xong chưa không biết. Là tới đuôi chèo hả? Vậy giờ. Giờ qua bên sông quay cũng không có thấy rõ. Tính qua trên chiếc du thuyền đó, hồi đầu mua vé ở du thuyền đó rồi. Chiếc này là chạy đuôi dép hết ha, máy trong chạy đuôi dép. Thôi chắc mình qua sông coi, qua để
thăm dò tình hình như thế nào. Ổn, cảm ơn bà chủ nhiều nha. Ôi, cảm ơn cái chỗ đứng quay nhiều nha. Rồi cũng chúc sức khỏe rồi làm ăn suôn sẻ ha. Đứng đây nãy giờ nóng quá. Trên tôn. Mình đang xuống cái vỏ nhỏ rồi mà. Gặp sóng em sợ lắm á. Khi gặp sóng nè, những cái chiếc nhỏ mình đưa cái mũi vô, đưa cái mũi phía trước á, mình chịu à, mình chịu để trẻ sóng ra nó không có sao. Còn cái chiếc mình mà nó nằm song song theo cái lượng sóng là nó vũ dữ lắm. Đó cũng vỏ tải cái động cơ Mitsubishi 4D56 á, trên cái vỏ trọng sĩ 9m2. Giờ mình trở về vị trí của mình. Đây là cái vé hồi đầu video mình mua rồi ha, bà con cổ vũ rất là đông. Cũng cảm ơn toàn thể quý anh em trên kinh của sông nước Miệt Vườn. Mình cũng thay mặt cho câu lạc bộ võ lãi của Music huyện Điền á, cảm ơn toàn thể anh em mình đã cùng nhau họp mặt để mà đem vỏ lãi cano đến bờ kè Chợ Nổi huyện Phong Điền để cùng tham gia cái cuộc chạy diễu hành. Cái cuộc chạy diễu hành ngày hội du lịch sinh thái huyện Phong Điền và Cần Thơ tổ chức lần thứ 9 năm 2022 được thành công tốt đẹp. Mình cảm ơn anh em trong câu lạc bộ võ lãi của Music của mình rất là nhiều ha. Đó là mình đại diện cho câu lạc bộ mình nói rồi. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Quá xá khứ. Đây khán giả hôm nay mình cũng cảm ơn toàn thể khán giả dân đam mê sông nước ở xứ sở Phong Điền mình ha, đã đến cùng câu lạc bộ võ lãi Combo Ship huyện Phong Điền, đó là đồng hành và cổ vũ. Đây có ní nữa đây, đồng hành và cổ vũ cho cái cuộc mà ở huyện tổ chức á, là được thành công tốt đẹp. Mình cảm ơn anh em và bà con rất là nhiều nha. Rồi chúc toàn thể quý anh em mình ai cũng có sức khỏe dồi dào, làm ăn suôn sẻ, phát tài phát lộc để cùng nhau xây dựng đất nước mình ngày càng tươi đẹp hơn. Cái ngày hội du lịch sinh thái, đây là mình nhằm hưởng ứng cái ngày hội của du lịch thế giới 27 tháng 9 hàng năm ha. Trung tâm văn hóa và thể dục thể thao với truyền thanh của huyện Phong Điền phối hợp với Cần Thơ đã tổ chức. Khán giả đi xem cổ vũ rất là đông. Mình tổ chức nhằm cái ngày hội du lịch sinh thái huyện Phong Điền lần thứ 9 năm 2022. Rất là đông. Đứng đây mình thấy bà con rồi. Kiếm chỗ. Kiếm cái góc quay. Đứng đâu à, nghỉ chạy. Chưa biết tới chương trình gì ha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại bờ kè. Đang có mặt tại bờ kè công viên Chợ Nổi huyện Phong Điền thuộc thành phố Cần Thơ. Nơi diễn ra của ngày hội du lịch sinh thái của huyện Phong Điền và thành phố Cần Thơ tổ chức lần thứ 9 năm 2022 nhằm hưởng ứng cái ngày du lịch thế giới 27 tháng 9 hàng năm.
đó là anh em trong câu lạc bộ và những anh em đam mê sông nước đã tham gia rất là đông, cho nên mình rất là vui ha, rất là vui tinh thần của anh em không có bỏ nghề đam mê sông nước, chứ mình là anh em bỏ ngọt chết rồi. Mình cũng kết thúc những cái video trên sông nước ha, hẹn những video sau. Chúc quý anh em sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài phát lộc. Quê mình đang mùa nước lũ, nước lũ ngập dơn nè bà con, mình phải sống chung với lũ thôi. Tại vì hồi nào tới giờ luôn, từ hồi khai thiên lập địa tới giờ là xứ này là tới tháng 8 tháng 9 âm lịch là nước dậy đó, nước ngập dơn. Thậm chí cái sàn này nè, hiện giờ là nước chưa nhiều nha, cái sàn đó ngập luôn á, giờ là còn khoảng gần 30cm nữa mới ngập, là có những năm là ngập cái sàn đó luôn. Năm nay là thấy chưa nhiều, năm nay chưa ngập cái sàn này là chưa nhiều. Em là tủ lượng vô biên, nào giờ có bao giờ xỉn đâu, tiếp khiên cái thùng kẹo kéo. Mười mốt mình thất nghiệp mình đi bán kẹo kéo mới được quý anh em.